nói chuyện thường bị chê nhạt, không biết văn vở hay là ngại. Hiền lành, tu trí làm ăn tuy chưa giàu nhưng được cái chăm chỉ chứ không lên mạng thả thính lung tung. Không vũ phu, yêu trẻ con, trung thủy và sống lành mạnh. Tránh xa ba sàn karaoke tay vịn. Đó là những đặc trưng của một good boy. Bad boy lại là khái niệm dùng để chỉ những chàng trai hư, có lối sống tương đối khác với số đông, phóng khoáng và chơi bời. Bad boy luôn đem lại cho người khác cảm giác anh ta là một người kiêu ngạo, ngông nghênh, thẳng thắn, chiều lòng các cô gái, luôn biết phụ nữ đang cần gì và thỏa mãn những điều mà họ muốn. Trong khi đó, dấu hiệu để nhận biết một fuck boy là một anh chàng khéo ăn nói, có vẻ ngoài đẹp trai nhưng lại không trung thủy. Họ thường dùng những lời nói ngọt ngào cùng vẻ ngoài của mình để chiếm lấy tình cảm của chị em, mục đích chính đưa họ là lên giường. Họ đến với bạn cũng chỉ nhằm mục đích thỏa mãn những nhu cầu về mặt thể xác, mặc kệ những quy chuẩn đạo đức của xã hội khi cái đầu nhỏ lấn át cái đầu to. Nhưng so với fuck boy thì trap boy lại bị chị em gây sợ và căm ghét hơn, vì trap boy thường gieo vào đầu chị em một tình yêu đẹp và tương lai màu hồng. Lời đường mật, trêu đùa tình cảm, đại khái là những cái bẫy ngọt ngào từ một trap boy có thể khiến bạn tổn thương sâu sắc. Vừa rồi là dấu hiệu nhận biết một vài loại boy chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Ngoài trap boy, bad boy và fuck boy, ai xem One Piece sẽ biết tới joy boy. Tất nhiên, joy boy cũng có dấu hiệu nhận biết. Theo lời của Junisa, âm thanh giống tiếng trống giải phóng chính là dấu hiệu cho thấy joy boy đã thức tỉnh. Và khi người mình đặt cược cánh tay đã làm được điều mình mong đợi, một boy khác liệu có đến Wano Quốc hay không? Người mình đang nhắc tới không ai khác ngoài khuyết tật boy xanh tóc đỏ. Hôm nay, Trần Đồng Ngọc sẽ cùng anh em tìm hiểu giả thuyết cực kỳ thú vị này. Trước tiên, mình sẽ nhắc lại những lần Shanh được nhắc đến trong thời gian Aquano diễn ra. Anh chỉ được nói tới qua hồi tưởng hoặc lời kể của nhân vật khác chứ chưa thực sự xuất hiện lần nào. Đầu tiên là trong hồi tưởng với Kozuki Oden, ta thấy Shanh khi thời còn làm tập sự trên tàu Oro Jackson cùng băng Roger chạm trán băng dâu trắng. Sau đó anh tình nguyện xung phong ở lại chăm sóc cho Buggy bị ốm nặng nên đã bỏ lỡ chuyến đi tới Laugh Tale. Rõ ràng Shanh không biết được tất cả các bí mật của thế giới. Anh có hỏi vua hải tặc Goldie Roger điều gì đó, nhưng câu trả lời của ông đã khiến Shanh khóc như mưa. Một lần khác là cho tới 1001 khi Kaido nhắc tới Shanh như một hải tặc vĩ đại, sánh ngang những huyền thoại như Rock Dicebeck, Goldie Roger, Edward Newgate, tức dấu trắng và Kozuki Oden. Tiếp theo là cho tới 1018, Ushu đã tiết lộ Shanh cướp mất trái quỷ Gomu Gomu do hắn hộ tống, trực tiếp khiến hắn phải ngồi tù 10 năm và mất hết tất cả. Còn một lần khác thì nó diễn ra ngay trước khi Aquano chính thức bắt đầu ở chapter 909. Đó là chapter 908, Shanh tới lâu đài Pangaea tại thánh địa Marine Joyce nói chuyện với ngũ lão Sting để ban về một hải tặc. Bây giờ chúng ta sẽ sâu chuỗi lại tất cả các dữ kiện đã có để xem Shanh biết được bao nhiêu về lịch sử chống, về Joy Boy và Wano Quốc. Theo mình, Roger không cho Shanh biết về lịch sử chống hay sự diệt vong của vương quốc cổ đại vì thời điểm đó Shanh còn quá nhỏ để hiểu hết được những điều đó. Nhưng vua hải tặc vẫn nhận ra tố chất đặc biệt trong con người cậu nhóc tập sự trên tàu của mình. Vậy nên Goldie Roger đã tiết lộ với Shanh một chút về những gì anh quan tâm. Chúng ta đều biết Shanh rất ngưỡng mộ Roger. Từ khi còn là tập sự, anh đã ấn tượng với hoài bão của thuyền trưởng mình. Về sau, Shanh trở thành một trong những người kế thừa ý chí của vua hải tặc. Điểm này thì khá giống những gì King dành cho Kaido. Khi Kaido giải cứu King khỏi băng Hazard và tuyên bố mình sẽ thay đổi thế giới, King thậm chí đã tin Kaido là Joy Boy. Tới sau này, dù hướng đi của Kaido khác với Joy Boy thì hắn vẫn hết mực trung thành, muốn giúp ông ta thành vua hải tặc. Vậy Shanh đã chứng kiến Roger lên ngôi vua hải tặc thì tại sao anh lại khóc như mưa? Một cậu nhóc 15 tuổi như Shanh lúc đó liệu có đầu óc để hiểu những thứ như lịch sử chống mà đi hỏi Roger hay không? Mình nghĩ là không, và Shanh hỏi Roger điều khác, một điều Roger không thể làm được. Nếu King tin Kaido là Joy Boy và muốn giúp ông ta thành vua hải tặc thì Shanh cũng tin Roger chính là Joy Boy, người sẽ thay đổi thế giới này. Nhưng khác King ở chỗ Shanh muốn thuyền trưởng của mình trở thành Joy Boy chứ không phải vua hải tặc. Nên nhớ danh hiệu vua hải tặc của Goldie Roger là do chính quyền phong cho, cả thế giới xưng tụng ông là vua hải tặc vì chiến tích chinh phục Laugh Tale. Nghĩa là Kaido chỉ nhắm đến ngay vị Goldie Roger khai sinh ra, còn Roger lại nhắm tới mục tiêu khác, đó chính là trở thành thần mặt trời Nika, trở thành Joy Boy. Nhưng khi tới Laugh Tale, hít no bóng cười trở về thì ông đã hiểu mình thiếu điều kiện quan trọng nhất để trở thành Joy Boy. Ông không có trái Hitoitonomi Mobro Nika, tên khác là trái Gomu Gomu. Khi trở về, ông đã cười và nói điều đó với Shanh. Việc không thể chứng kiến thuyền trưởng của mình trở thành Joy Boy, dù ông chỉ còn sống thêm được một năm nữa, đã khiến Shanh không kìm được mà bật khóc. Nhưng kể từ đó, anh cũng quyết tâm kế thừa ý chí của Goldie Roger, đó là gửi gắm niềm tin vào người được Nika lựa chọn, một Joy Boy đích thực.
Dù người thuyền trưởng anh hết mực kính trọng không phải Choi Boy, nhưng những gì ông làm được đã tạo điều kiện cho sự trở lại của Choi Boy. Bắt đầu bằng việc Shanks đi cướp trái Gomu Gomu, giờ chúng ta mới hiểu tại sao thuyền trưởng của băng hải tặc không ăn trả quỷ lại tấn công đoàn hộ tống của chính phủ thế giới để cướp trái Gomu Gomu. Bởi vì Shanks đã điều tra ra bí mật của nó, chắc chắn Roger đã nói cho anh biết. Và khi nghe tin chính phủ lấy được nó, Shanks cũng lập tức hành động. Có lẽ đây là chuyện không ai ngờ, ngũ lão tình cũng không ngờ. Bởi làm gì có ai nghĩ sẽ có kẻ điên dám tấn công tàu chính phủ do đặc vụ số 1 của CP9 hộ tống để cướp một trái quỷ tầm thường như Gomu Gomu no Mi. Nhưng ngũ lão tinh đánh lừa được cả thế giới vẫn không qua mặt được Shanks. Anh và băng tóc đỏ đã cướp nó đi, cướp luôn tất cả của Usu. Sau đó anh theo lời căn dặn của Roger luôn mang trái quỷ đó theo bên mình. Mình đoán một trong các lý do Shanks trở thành tứ hoàng trẻ nhất chính là trái Gomu. Bởi Shanks có sức mạnh được cả dâu trắng công nhận, lại sở hữu tư chất bá vương, tư tưởng tự do phóng khoáng. Rất có khả năng anh sẽ thức tỉnh được trái quỷ đó, khiến chính phủ thế giới rất e sợ và dành cho Shanks sự tôn trọng nhất định. Tuy nhiên Shanks không có ý định ăn nó mà đi tìm chủ nhân được Nika lựa chọn. Trái Joan có linh hồn và suy nghĩ riêng, Joan thần thoại thì ý chí lại càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy mà trái Gomu Gomu mới trốn khỏi tay chính quyền suốt 800 năm, nó để người khác tìm thấy có thể là sự cố ý, vì Nika biết Shanks sẽ tới cướp hàng và cũng đã tới thời điểm tái xuất. Thời điểm đó là 13 năm về trước, Luffy cũng đã lên 7 tuổi, Shanks cũng tới Biển Đông cùng lúc ấy. Sau khi cướp được trái Gomu Gomu, anh luôn mang nó theo rồi trở thành món tráng miệng của thằng cháu nội gáp. Ban đầu Shanks chắc chắn rất sốc, không đơn giản là vì Lù sẽ biến thành cái mỏ neo mà do nó đã hốc mất báu vật thuộc về Joy Boy. Không có cách nào khác, Shanks buộc phải đặt cược tất cả vào Luffy, cho nên anh mới hy sinh cánh tay để cứu cậu khỏi chết đuối. Giờ anh em hiểu tại sao chưa? Một phần là vì Lù đứng ra bênh vực cho anh và băng tóc đỏ, nhưng quan trọng hơn cả là Lù đang sở hữu trái Gomu Gomu. Nếu rủi nó chết đuối thật, chẳng biết bao giờ mới tái sinh lại, mà nó tái sinh ở đâu, rồi mình có cướp được lần nữa hay không? Đằng nào nó cũng ăn mất rồi, thôi thì cứ đánh cược một phen. Shanks đã thắng ván cược này. Khi nghe Luffy nói những lời y hệt thuyền trưởng Roger, anh đã tin cậu bé chính là người được Nika lựa chọn. Anh thoải mái trút bỏ áp lực và trao lại cho cậu chiếc mũ rơm. Mục đích tới Biển Đông của anh chỉ để tìm chủ của trái cao su. Ngay khi trái quỷ tìm được chủ của nó, anh lập tức quay về tân thế giới chờ đợi. Shanks vui sướng kể cho Rayleigh về Luffy, một cậu nhóc nói những lời y hệt vua hải tặc. Nhưng còn một điều khác mà Oda đã giấu đi là việc Shanks nói với vua bóng tối rằng mình đã gặp Joy Boy tương lai, đã tìm ra chủ nhân của trái quỷ cao su, nên mới có chuyện Rayleigh huấn luyện Luffy 2 năm nhằm hướng dẫn cậu sử dụng Haki và phát huy hết sức mạnh của trái Gomu Gomu. Sau đó, Lù dần dần mạnh hơn, tiến gần hơn tới vị thế của một hải tặc vĩ đại sau hắc đảo bánh. Khi thấy truy nã 1,5 tỷ của Lù, Shanks đã cười và nói ngày hai chú cháu gặp lại nhau sẽ không còn xa nữa. Đó là lúc mà anh hành động. Tới đây mình sẽ phân tích sự kiện tiếp theo cùng nguyên nhân ngũ lão tinh không lệnh cho một đô đốc trừ khử Luffy từ sớm. Bởi chung quy trái Gomu Gomu là một truyền thuyết với ngay cả ngũ lão tinh đã hàng thế kỷ nó chưa thức tỉnh, chính miệng họ nói như vậy. Cho nên chính quyền cũng khá mơ hồ về sức mạnh của trái Nika, họ nghĩ Luffy chỉ sở hữu thứ sức mạnh tương tự mà thôi. Cho đến khi ác đảo bánh kết thúc, Lù trên đường đi tới Wano thì Shanks cũng bí mật đến Marine Joyce. Anh cảm thấy đã đến lúc trái Nika thức tỉnh và đi bơm để về ngũ lão tinh rằng trái quỷ năm xưa tôi cướp của các ông, thằng danh đấy nó tráng miệng mất rồi. Vậy thì Shanks là người tốt hay là người xấu? Mình nghĩ anh có ý tốt, nếu không 2 năm trước anh đã chẳng ra tay cứu Lù và Kobe. Shanks bảo vài giây dũng cảm của Kobe sẽ thay đổi cả thế giới, hóa ra cũng là ẩn ý của Oda. Vì đó chưa phải thời điểm Joy Boy thức giấc, Luffy cũng còn quá non nớt, cậu sẽ phải chiến đấu với Kaido trong tương lai. Cho nên Shanks mới ngăn Kaido đi đánh dâu trắng rồi tới cứu mang Lù ở Marineford. Nhưng suýt nữa thì anh đã tới muộn và không cứu được thằng cháu. May có Kobe bộc phát dũng khí khiến Akainu khựng lại vài giây. Shanks cứu Luffy vì thời điểm chưa tới, còn khi đã đến lúc, anh thực hiện công việc cuối cùng là giúp Luffy thức tỉnh trái quỷ. Đã biết bí mật về trái Gomu thì chắc chắn Shanks cũng biết làm sao để thức tỉnh được nó, và đó chính là cái chết. Hải tặc mà Shanks nhắc đến trong cuộc đối thoại về ngũ lao tinh không ai khác ngoài Luffy. Anh làm vậy để làm gì? Hạ Luffy ư? Nếu Shanks không làm như thế, ngũ lão tinh đã chẳng cử hạm đội tới Wano, còn trường hợp liên minh Big Sky thua trận, dù chẳng ai tin điều đó sẽ xảy ra. Ban đầu ngũ lão tinh nghĩ Luffy chỉ sở hữu trái cao su bình thường, cho đến khi Shanks nói cho họ biết sự thật thì Lù đã ở Wano mất rồi. Chính phủ không thể tấn công Wano, cướp đi con mồi của Kaido được. Do đó ngũ lão tinh chỉ đành ngồi đợi thời cơ, mong Kaido sẽ giết được Lù càng sớm càng tốt. Nhưng cuối cùng trận đại chiến vẫn nổ ra. Ngay lập tức một hạm đội không có bóng dáng hải quân được cử đi nhằm tiêu diệt tận gốc mầm mống của sự giải phóng. Mới đầu ngũ lão tinh định chờ đợi tới khi cuộc chiến kết thúc, nhưng tình báo của CP0 về diễn biến của nó đã khiến ngũ lão quá sốt ruột.
Họ không thể chờ đợi được nữa và thà đắc tội với Kaido, trả giá bằng tính mạng của thuộc hạ ưu tú, cũng phải trừ khử Luffy, tránh đêm dài lắm mộng. Đen cho Ngũ Lão, họ đã bị Shanks cho ăn một cú lừa. Nếu biết mệnh lệnh của mình chẳng những không giết được Luffy mà còn giúp nó thức tỉnh trái quỷ, chắc phải cay hơn cả ăn ớt. Biết thế, bọn tao gọi thằng Akainu mang quân tới, rủ thêm bà đô đốc hội đồng chết cha mày, tiền sư thằng cụt. Và mình tin trong phần cuối của Aquano, Shanks sẽ xuất hiện, anh phải gặp lại Luffy để hoàn thành lời hứa. Nếu anh em để ý kỹ, chắc tôi 1004 sẽ không thấy quai mũ trên cổ của Luffy nữa. Chưa bao giờ Oda quên vẽ chiếc mũ rơm cả. Điều này có thể báo hiệu cho việc cậu trả lại Shanks chiếc mũ đó. Giờ Luffy đã là một hải tặc vĩ đại ngang cờ các cự hoàng, cậu sắp sửa đánh bại sinh vật mạnh nhất thế giới, lại còn thức tỉnh trái doan thần thoại Nika. Joy Boy đã tái xuất, chẳng có lý do gì Shanks không tới Wano, gặp lại thằng cháu và cho nó biết nốt những gì Roger nói với anh. Đầu tiên là tên thật của trái Gomu Gomu, để Luffy khỏi Gomu Gomu No nữa mà hô chiêu thức cho đúng. Sau đó là vị trí phiến Pony Clip cuối cùng, giờ Nika đã thức tỉnh. Cách duy nhất để chính phủ thế giới ngăn lịch sử chống bị phơi bày là lấy bằng được phiến Pony Clip thứ tư và canh giữ thật kỹ. Mình nghĩ trận chiến cuối cùng sẽ nổ ra với Dâu Đen khi Lu trở thành vua hải tặc, nhưng trước đó cậu sẽ có màn tái ngộ Akainu cho cuộc đại chiến tranh giành Pony Clip hải trình với chính phủ. Và có thể đây là lúc Monkey D. Dragon ra mặt. Trên đây là toàn bộ giả thuyết của mình, cho dù không đúng hoàn toàn nhưng vẫn mong có vài phần chính xác. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu anh em thấy video này hay, đừng quên bấm like cùng một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.